nốt khung hình, sửa thêm chỗ này tí, bỏ cái rễ này đi như vừa nãy trình bày rồi, làm mềm cái rễ này đi rồi. Và đây chỗ này nữa, đây đục cũng khá là ok đấy các bác, tí nữa tôi sẽ bôi keo luyện sẹo sau. Đấy, quay lại cái khung hình để các bác xem cái kết quả đục xong cái mặt sau này. Mặt trước thì không phải làm gì rồi, mặt trước thì đục xong ở kia rồi. Đấy, bớt đi, bớt đi, nhiều lại dễ làm gì, để một vài cái dễ là đẹp rồi. Xin chào các bác. Hôm nay tôi vừa mới sửa xong cái cây này. Ưng quá các bác, rất ưng, cực kỳ ưng. Tôi bắt online cây này. Và hôm trước các bác không biết có xem theo dõi cây này không, là lúc tôi thay trong cái chậu này ấy. Đấy. Không phải thay mà là trồng những cái chậu này, lúc mua về không có chậu. Có phải không có chậu, đúng không? Không có chậu. Thùng xốp cũng không. Thì không hiểu sao cái khẩu này trước nó ở đây này, cao này, nguyên một cái thớt này nó lên đây. Các bác xem lại video trước ấy, có cái thấy rất khó chịu. Nó là một cây trực làng rất là đẹp, xanh quê, chất da với lá nó như Nam Điền, thì anh em cứ gọi là điền hạt thì gọi là gì cũng được, nhưng mà quan trọng là chất lá, chất cây này nuôi tốt. Đây sản phẩm đây, còn một nhiều mảng nữa cơ, nó rơi rớt sau đây, nó rất là dày, đục mất 30 phút rồi. Đấy thì sau này đẹp quá, tôi lúc đục lại không quay các bác, bởi vì hôm nay chia sẻ với các bác là hôm nay đi làm cũng sáng sớm ra đường đã có nhiều cái nó không thuận lợi, nhiều chuyện bực mình các bác. Đến lúc đến nỗi về đến nhà rồi vẫn gặp những cái chuyện nó không vui. Thì đúng là chỉ có cây mới giải tỏa được cái tâm lý của mình các bác. Nếu mà cây này mà đục mà hỏng đi nữa thì đúng là chắc tâm lý tệ hại lắm. Nhưng mà rất may là cuối ngày còn có cái niềm vui là đục được cái cây này. Đấy, chia sẻ các bác là mùa này anh em làm cây mạnh lắm. Thứ nhất là thời tiết mát, nắng không bị rát nữa, gần như nó không gay gắt như mùa hè. Tất nhiên vẫn có những ngày nó rất là rát, nhưng mà đa phần là thời tiết nó mát, mát mẻ, và nó không có cái gió khô, gió mùa đông bắc ấy. Mặc dù có lạnh nhưng mà nó chỉ là heo may đấy. Hoặc là những đợt gió mùa nó không có không khí khô, thậm chí trời vẫn có mưa, thì cây làm mùa này rất tốt. Nhưng cái mùa này nó ngắn này, nhưng mà cái nhược điểm mùa này các bác nhé, từ bắt đầu đợt mát mát và mưa nhiều á, là bắt đầu bọ trĩ. Con này này, con sần sần lá này, bên trong mà bóc ra nó có cái con mà đuôi nó cong cong lên như con bọ cạp, nhưng mà nó vé tí đen đen ấy, xanh rất nhiều, thi thoảng có thôi, mà nó phát triển cực kỳ nhanh. Đây ví dụ như cái này, này này, nhưng mà tôi phun thuốc trong này nó chết hết rồi, tôi phun thuốc rồi. Vừa rồi nó có lốm đốm, nó bị một hai lá thôi. Thì tôi có về quê vợ khoảng độ 3 ngày lên là bắt đầu nó khủng khiếp, nó rộ lên. Và không thể ngờ nó lại nhanh đến vậy. Như cây này nó làm cho xấu cả lá này. Đấy, thì tôi phun thuốc rồi, bây giờ nó chết hết rồi. Nhưng tất nhiên những cái lá này nó bị rồi thì nó không thể nào mà nó hết cái vết đen được, vì nó ám rồi mà, nó hút nhựa rồi. Nhưng mà thôi, vặt nó đi hoặc là cứ để thôi, dù sao cái con đấy quả trứng nó cũng chết rồi. Tôi phun cái thuốc muỗi y tế, tên nó nước ngoài quên mất rồi, cái lọ trắng trắng bằng cổ tay này, quên cái lọ vứt đâu rồi. Thì phun cái đấy cũng rất là tốt,
trừ được cả muỗi cho gia đình các bác, muỗi thậm chí cả dán. Đấy thì độc hại như nào thì không rõ, nhưng mà thuốc muỗi dành dùng cho ngành y tế và nhập khẩu ấy các bác. Thì cây này, quay trở lại cây này, đấy là cái vấn đề muốn chia sẻ với các bác. Cái mùa này như vậy thì có một cái khoảng thời gian vàng để làm cây, còn sắp tới nó lại rét rồi thì có thể các bác tranh thủ. Tất nhiên là cây phải già lá rồi thì mới làm rậm rồi chỉnh rửa hoặc là bóc tách rồi lọc mầm đấy, thì làm thì tận dụng cái thời gian vàng làm các bác. Thứ nhất là thời tiết nắng không gay gắt nữa, không đỡ bị cháy, đỡ bị cháy lực nhá các bác nhá. Cái thứ hai là làm rậm riếc đẹp đấy, nhưng mà nhược điểm là bị bọ trĩ, thì cái này có thuốc khắc phục bằng thuốc thôi, phun các bác nhá. Đấy, phun thì có nhiều loại thuốc lắm, nhưng mà tôi dùng đấy cái thuốc muỗi y tế đấy. Quay trở lại cây này, ưng quá phải các bác. Các bác nào rất tiếc là không quay lại cái hạ cái thớt này, khấu lại những cái điểm này đỡ. Thực tế các bác ạ, trên các cuộc diễn đàn hay trên mạng hay gì đấy, bây giờ anh em chơi cây rất mạnh là vì đâu? Thứ nhất là vì truyền thông, thứ hai tất cả là do truyền thông mà lên. Ví dụ như những thằng như tôi này, tất nhiên là họ lèo lái cái con đường truyền thông của họ theo hướng nào, họ làm thị trường hay là họ chia sẻ một cách trong sáng, thì cái đấy thì là mỗi mục đích mỗi người. Thì còn tôi thì cứ tào lao tiếu táo này thôi, nhiều nhà vườn mời tôi có đến đâu, vì thực tế tôi bận. Có thể sắp tới thất nghiệp thì nhờ các bác. Còn bây giờ thì tạm thời vẫn còn đi làm hành chính các bác, rảnh lúc nào làm cây và đi chơi chợ thôi. Nhiều bác bảo là cứ quanh quẩn ở chợ thế thì sao mà khá được. Xin lỗi các bác, ở đấy mới là cái hay đấy. Còn cây đẹp thì thi thoảng nó mới có thôi, chứ không phải là mình ra chợ là mình hèn kém tình toàng các bác. Đấy nó là hai cái vấn đề khác nhau. Chứ còn mà tình toàng hay là mắt thẩm mỹ hay là lối chơi thì là do mỗi người. Cây đẹp thì bây giờ phổ biến đại chúng rất nhiều rồi, biết cây đẹp. Bây giờ anh em chơi rất mạnh, có tiền chơi mua những cái phôi rất nhiều tiền. Tất nhiên nó đẹp thật, nhưng mà phải công nhận các bác là phải định hình lại cái lối chơi đi các bác. Tôi không có ý dạy dỗ ai cả, vì tôi chẳng có là cái gì cả trong cái làng cây này cả. Nhưng mà bây giờ nhiều cái truyền thông họ làm quá lên quá, nó làm quá lên lối chơi cây nọ lối chơi kia rồi thế nọ thế kia. Có thể nhiều lúc tôi cũng chê bai nọ kia, nhưng mà đấy nó là có thể là nó là cái câu cửa miệng vui hoặc là không có ý đồ gì cả. Chứ còn bây giờ anh em tôi chẳng có đích danh ai cái gì cả, nhưng mà ai cũng chơi kiểu như nghệ nhân nhất, chơi lên rồi có một dăm ba cây rồi làm cắt lún phún chọc lóc này đã làm dăm rồi thì nó không có gọi là cây quý các bác, nó không gọi là cây quý. Họ thế mạnh của họ là họ làm truyền thông. Cái thứ hai là cái những cái cốt đầu tiên của họ là lấy về nó có khung có chốt đẹp rồi, bây giờ họ làm dăm cái lối đấy thì nó lên nhìn nó đẹp thật. Còn những cái loại sau đúng tôi nghĩ nó là rơm rác ấy, nhìn nó rất bẩn, làm sao có cái cây nào nó già nó vết như này được, không có đâu. Tay cành chả có, nuôi vài tháng thành cái cây. Thì cái đấy thì chỉ phục vụ các bác nào mà mới chơi, lừa mắt nhanh được chơi, mà đẹp thật và bán tiền trăm các bác, mà mini không phải to. Thì đấy là lối chơi và của cái truyền thông bây giờ. Thì đấy là việc của người ta làm ăn. Nhưng mà các bác có tiền thì cứ chơi sau, nhưng mà hy vọng sau vẫn có kiên trì với lối chơi đấy. Nếu sau này mà nghĩ lại thấy chán thì đấy là thất bại của các bác. Đấy. Hơi vướng nhưng cây mặt này cũng rất là đẹp. Cây này chậu nó cỡ khoảng chắc là phủ bì khoảng 60-40 đấy, mà tràn bệ. Tôi phủ sơ dừa được, các bác nhìn thấy rõ. Đấy, tí nữa tôi sẽ xem là xử lý cái miếng này một chút cho cái mặt này. Ok. Đấy. Thì cái bước làm cái sẹo này là để
phân cái chi thứ nhất này này. Đây, tiếc là cái tay chi này cắt nó hơi sớm vì cái này không phải tôi cắt. Nhưng mà đây, cả cái mảng này nó là một cái làm cái chi thứ nhất. Đây là chi thứ hai. Cái này cũng cắt khóa ngắn, hơi tiếc. Không sao, nuôi lại được, giật cái đây ra. Ngọn thì lấy từ đây ra, tôi sợ có thể ở đây có thì tôi sẽ tính có thể là bỏ ngọn này. Nhưng đấy thì mình nuôi mà, mình nuôi được, mình làm được mình nuôi. Chứ có bác nào mà chưa có nhiều kinh nghiệm mà cứ múc phôi quá về là cũng mệt đấy. Thực tế là như vậy. Mà đâu có rẻ tiền đâu. Thì đấy, quay trở lại cây này, làm lộ được cái vài ra rồi, ok rồi. Sau một cái bông riu riu đấy thôi. Làm rẽ đây, đây. Đấy. Nó rất đơn giản. Đơn giản, mình khó nhất của cái cây là làm được nó thành đơn giản nhất. Đây các bác, đúng không? Thì cây này tôi tin là nó sẽ rất thành công. Cái độ già, độ quý của phôi là rất là ok rồi. Là ok rồi. Nó không phải là cái đồ quá nhiều tiền nhưng mà để chơi và để thao tác rất hay. Đấy. Đồ nghề tôi thô sơ lắm, có hai cái đục nữa thôi. Cái dùi thì tặng. Bác nhìn thấy thích không? Đây này, tràn ra cả đây này. Tràn ra cả đây. Đấy, cây cao hoàn thiện cỡ khoảng 30 phân, 33 đến 35 phân. Một cây trực làng rất đẹp, truyền thống đấy, cây bài đấy. Tất nhiên phải nuôi các bác nhé. Đấy. Thì qua video này chia sẻ các bác một số cái tâm tư về lối chơi bây giờ này. Lối chơi và cái truyền thông bây giờ. Và ai tỉnh táo, ai có thẩm mỹ chuyên sâu thì sẽ người lại sẽ thắng. Còn ai bị chăn dắt, ai bị thậm chí là vỡ trận thì thôi, nó là câu chuyện muôn thuở các bác nhé. Là chơi cái gì có hiểu biết thì không bao giờ chết, ok không các bác? Chốt cầu như vậy, cũng như là chốt xong cái cây này các bác nhé. Đấy, mùa này nhá các bác nhá, bọ trĩ nhá. Ở đấy vừa mới cầm hộ ông anh cái cây này về, ông anh thì cũng là người mới chơi thôi. Cây này thì nhìn là biết, là các bác nhìn là biết là lá mỏng, bị thiếu nắng này, bị nắng có thể là để trong thềm nhà đây. Đấy, thì anh ấy bảo là làm thế nào cho nó đẹp hơn, nhưng bây giờ lá nó còn non, và thứ hai là cây cái khung bóng nó như vậy rồi. Bây giờ cắt răm đi thì nó vẫn nhỏ thôi, chỉ bao giờ chỉ nuôi thật tốt này. Chân bệ cây này rất là đẹp. Và cây theo thiên hướng cây vừa cổ vừa hiện đại các bác. Đấy, vừa cổ vừa hiện đại. Cây xanh mini đẹp. Xanh quê các bác nhé. Đấy. Và thế. Bệ đế rất đẹp. Đấy. Thì cũng thẩm mỹ nó sẽ lên dần thôi. Ok, cảm ơn các bác. Cây này thì cứ để đây chẳng làm được gì. Đấy, vườn tược sau này mấy hôm nay đấy, cái cây này mới chưa là thay chậu, chưa làm gì cả. Nhiều cây phải làm lắm, nhưng mà đợt này bận. Ok, tào lao các bác như vậy. Hy vọng các bác có lắng nghe và có một chút gì đấy đọc lại cho mình. Cảm ơn các bác nhé, đã bớt thời gian nghe tôi thảo lao chút. Xin chào và hẹn gặp lại.